Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tìm hiểu các loại visa Úc cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay, trong số thứ 8 này của chương trình, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về visa Úc diện 189 diện kỹ năng độc lập thường trú tại Úc. Visa kỹ năng độc lập, visa diện 189 là visa thường trú dành cho những người lao động có tay nghề cao muốn sang Úc sinh sống và làm việc theo phương pháp tính điểm POSTEP. Và những đối tượng này không được bảo lãnh bởi chủ doanh nghiệp Úc, thành viên gia đình hay được chính quyền tiểu bang vùng lãnh thổ chỉ định. Điều kiện đối tượng áp dụng visa Úc 189 kỹ năng độc lập thường trú tại Úc. Các bạn sẽ đủ điều kiện để nộp đơn xin visa nếu các bạn nhận được thư mời. Khi thư mời được gửi đi, các bạn cần có chỉ định làm việc tại một vị trí công việc nằm trong danh sách nghề nghiệp ưu tiên Skill Occupation List SOL, vượt qua kỳ thi sát hạch nghề cho vị trí công việc đó. Dưới 50 tuổi, đạt tối thiểu 60 điểm POSTEP để nhận được thư mời xin visa. Tiếng Anh thành thạo tối thiểu IELTS 6.0 cho mỗi điểm thành phần. Các cá nhân không nên xin visa Úc diện 189 kỹ năng độc lập thường trú tại Úc. Tổng cộng bản tính điểm không đạt tối thiểu 60 điểm theo POSTEP. Trên 50 tuổi, tiếng Anh không đạt IELTS 6.0 cả 4 kỹ năng. Quyền lợi và nghĩa vụ của người được cấp visa Úc diện 189 kỹ năng độc lập thường trú tại Úc. Quyền lợi sống ở Úc vô thời hạn, học tập và làm việc ở Úc nếu dưới 18 sẽ được phép học trường công miễn phí, được phép tham gia Medicare, như vậy sẽ được khám chữa bệnh miễn phí, nộp đơn xin trở thành công dân Úc nếu như người nộp đơn có đủ tư cách, bảo lãnh người thân đủ điều kiện sang thường trú tại Úc, được phép tự do ra vào vùng lãnh thổ Úc trong 5 năm kể từ ngày cấp visa. Sau thời gian này, các bạn cần xin cấp visa trở lại Resident Return Visa hoặc một loại visa khác để quay lại Úc. Nghĩa vụ, các bạn và gia đình các bạn phải tuân thủ mọi điều khoản của visa được cấp và pháp luật của Úc. Để tìm hiểu rõ hơn chi tiết về cách thức duyệt hồ sơ, mức phí xét duyệt cũng như là quy trình làm hồ sơ, cách tính điểm POSTEP, các bạn hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang và không có chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại 3848-4879 hoặc 3838-2080. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.